khỏi lửa. Dễ thương quá. Họ có làng vàng đâu đó. Mà lấy vợ có vợ ai trước. Chị Nam? À. Ai? Tho. Tho là ai? Đi nói chưa? Rồi. Dạ, hai chồng Vũng Tàu Bà Rịa. Dạ. Hai chồng Tho có nhà Bà Rịa luôn. Vũng Tàu. Có đất Bà Rịa luôn. Ừ. Mua ở trước kìa. Tho là con của ai thời á hả? Mình có đi ra ở kia đúng đường nghe. Đó, chỗ đó đó. Không. Đó. Được. Sao? Đúng rồi đó, đúng rồi. Mà biển, giữ biển đó, đúng giữ biển đó được. Bây giờ dưới ta coi. Sao người ta đứng có hàng rào đó? Được chứ, mình được xa xôi. Ủa, chỗ đó là đứng đó, đứng đó, đứng đó. Em biết ở Bà Rịa Hủ Tiếu không hiểu? Chụp đình đó biết không? Hủ Tiếu Cung Đình đó hả? Ờ, chụp đình đó, đình thần này Hủ Tiếu á, Cung Điện á, Thí Quên. Rồi. Tiếng đó không? Biết mà. Thôi ở đó. Chúng ta biết gì lát mình ăn hủ tiếu hoài cũng nhé. Chỗ rồi chờ mới được. Ăn hủ tiếu hoài. Canh chua cá hơi tộn ha. Ờ, nó ngon hơn. Cá hơi tộn quên. Khùng quá. Cá hơi tộn chờ mới tôi phải. Chứ hủ tiếu ăn hoài ngán thấy mà. Ăn cá hơi tộn quên luôn. Canh chua rồi. Ăn thôi cháu. Bao luôn đó. Ăn luôn hiểu. Ừ. Ờ. Nó đói bụng, chiều nó đói bụng rồi. Sợ lắm á. Ở chỗ đó là gì em? Ta đi xuống rồi ta đứng ngoài biển luôn kìa. Gì đó, cái gì à? Em sẵn tôi sống, cái trời vô đây chắc ăn chưa hết luôn. Ừ. Rồi, nó em chết đó. Mất lấy em, mất lấy em. Thôi, chị đâu có nói em vô đây. Về Bà Rịa ăn rồi được. Bà Rịa rẻ, chỗ nào vô đi ăn cũng được. Ờ, ăn hải sản đây nè. Thôi, tao đi mắc lắm. Mắc lắm, mày về Bà Rịa đi. Bây giờ đi ăn đi cơ. Không, bây giờ mình đi Vũng Tàu mình chơi chứ sao đi về Bà Rịa giờ về nãy. Thì đương nhiên rồi. Đó, chơi. Chắc đậu chỗ công viên gì đó đi qua đi lại cho nó đỡ buồn. Ôi, okay. Giờ đi công viên mình chơi. Đi 3 tiếng đồng hồ lớn. À, mình đi chơi chút đi. Tự nhiên chưa gì hết giờ. Có đi vòng chút về lý lát vậy đó anh. Đó, ăn hải sản ở đây vòng đây thôi nè. Ủa mấy người bán tiệm có em cái chỗ cái gì bác? Kính con cánh á. Gánh thì gánh không có, đây không có, nó dẹp hết á. Nhà nước không cho đâu. Không có cho đâu. Vậy bán cái sạp nhỏ có bán không? Chỗ bình dân á. Chứ đừng vô chỗ xe. Vô tiệm chi vậy? Không tiệm mà bình dân được. Ủa, rồi, đừng có mắc quá. Đây nè, vòng vòng đây nè, hải sản đây nè. Thôi, vừa đó nó chết luôn. Hải sản tươi sống mà, tôi chọn. Chết luôn á. Nhà ga 1. Cái xì đậu quá trời nè. Hôm nay cửa anh ra chợ mua luộc gì, cửa ăn có lý hơn. Đúng rồi. Ở chợ có bán, cường mai mua cho cường. Mai cường đưa cho tôi chừng 300 ngàn đi chợ, 200 ngàn nó mua cơ. Vậy ăn gì rẻ hơn. Mai cường đưa 15 đô mua 200 ngàn ký. Vậy nha, ăn gì đi, chờ ăn so với 5 ngàn á, ăn thua gì đâu. Nha cường. Đúng rồi, đúng rồi, chứ ăn gì ăn đầy mắc lắm. Chịu á. Chịu có nổi đâu. Cường đây cách chịu cường. Thôi mai cường đưa cho nó mua luôn ăn. Đúng rồi, mình tự mình luôn nó rẻ rồi. Ăn mạnh sức mạnh. Nha, mai mình đi chùa xong rồi về luôn ăn đó nha. Nhớ giờ sáng tiên nó bán này cường. Ở công viên đồng kia đi dạo dạo chụp hình đồng kia đó. Giờ không ăn nữa hả? Ăn chứ nào có thành công đâu. Không gánh. Thì công viên nó bán rồi mình ăn nhẹ nhẹ được rồi. Ăn cho đỡ bụng cho vui vậy thôi. Bao yên. Xong rồi chưa bụng một lát mình ăn Bà Rịa được rồi. Đinh không nấu ngon lắm. Yến ăn chưa? Chưa. Có ăn bao giờ? Yến Nam ăn rồi phải không? Ok. Ăn rồi, em chưa ăn nè. Đi qua bán ngồi, có canh chua đi.